Đây con không được anh đâu. Đâu đâu đâu. Đây bác này. Rồi. Đây hai. Không những người lúc này có rồi. Đây mê đây, mê đây, mê đây. Không các chi khó. Không được nữa rồi. Không lúc này có rồi. À. Đâu rồi, hết tiền rồi. Hết rồi, hết rồi. Còn 100 cho anh này nữa thôi. Đâu rồi? Không được, không được. Mọi người ơi. Sao hả mẹ? Đứng vào trong này khỏi nắng nào. Em bị làm sao đây? Bị cầm điếc rồi mà bị sao mà ai chém rồi mà bị xéo này. Ừ? Bị viêm tung đường máu. Sao mẹ? Giờ chứ nằm viện mà mẹ không có tiền để đưa em qua viện. Thẳng giờ chứ tính là chuyện quá nặng rồi mà quá nộp là 4 triệu lận mà mẹ không có tiền để khả năng mà đưa em qua viện nằm. Mẹ có thuộc diện hộ nghèo không? Có, hộ nghèo mà giờ chứ mẹ đưa em nghèo là được miễn phí bảo hiểm đấy. À, mà giờ chứ đây mà em bị đau bệnh gì? Tim với xuyển. Tim với xuyển em bằng là tính. Người bị câm điếc bẩm sinh đúng không? Đối tượng này là đối tượng đặc biệt được bảo trợ xã hội và được cấp bảo hiểm miễn phí 100%. Mà cũng có thuộc. Dạ? Phải có mua ngoài. Giống như mẹ đi là chứ mẹ mua ngoài là mẹ cũng có khả năng. Không, trước tiên là mẹ cứ đưa em vào bệnh viện điều trị đi đã. Bởi vì trước mắt đấy. Hả? Phải nộp tiền. Mà không phải nộp tiền. Không. Mẹ không phải nộp tiền. Không qua không nộp tiền, không bao giờ họ tiếp thuộc cho em. Mẹ hẳn qua mãi bên bệnh viện lần. Mẹ thưa biết tại vì bên trung ương là hẳn. Mẹ đưa em qua mãi lần. Bởi không có tiền là mẹ đi vay. Bây giờ như này. Bây giờ em bị đau cái bệnh gì? Tim bị chuyển nặng rồi. Tim bị chuyển nặng rồi hả? Mẹ có bệnh án của em đây. Bây giờ như này này, chiều ngày hôm nay cháu vẫn đang ở bệnh viện Trung ương Huế đây. Mẹ cứ đưa em vào viện đi. Rồi. Nhá. Rồi cháu sẽ nhờ bác sĩ ở trong đó liên hệ với bác sĩ để xem là cái tình hình sức khỏe của em nó như thế nào. Tại vì bác sĩ cũng cho mẹ bệnh án để mẹ đi xin tiền mua thuốc cho em đó. Đâu, em xem bệnh án của em đây. Mẹ cũng có bệnh án của em. Chứ không phải mẹ không có bệnh án Trung ương Huế. Mẹ ở đâu? Mẹ ở ngoài Hương Sơ lực. Hương Sơ. Mẹ ở khu trung cư nữa là đây bệnh án của thằng Nguyễn Văn Hải. Rồi em xem là cho xem. Con xem bệnh án của em đi, bác sĩ cho mẹ về để xin đi xin thuốc để đi xin tiền để mua thuốc cho em, mẹ mua cái máy mà mẹ không có khả năng mua một cái máy chạy cho em. Đây là tóm tắt bệnh án. Đó bệnh án của em đó, bệnh viện cho bệnh tóm tắt bệnh án, tóm tắt bệnh án ở đâu? Đó bệnh án của em đó mà bên là họ cho về đó họ nói là ai đây bác sĩ bảo là ra viện là trong tình trạng là tạm ổn đấy này. Đó bởi và đó, cái này là của tháng 5 của năm 2023 lâu rồi. Không một lần thôi, họ cho một lần bình án thôi con, không cái bình án này lần. Họ cái... không cho mẹ nhiều lần để về mà đi xuống cho em. Họ nhưng cho mà... chỉ có một lần một thôi. Dạ. Còn 5 tháng là có 10 tháng nữa họ cho một lần một thôi. Dạ dạ dạ. Chứ không phải một bởi vậy chứ em về đấy hiện tại giờ chứ em xuất viện về mà chưa hiện tại giờ chứ mua thuốc để chạy oxy mẹ cũng không có khả năng. Dạ, thở khí dung. Thở khí dung đấm. Dạ dạ. Mẹ ơi, cái bệnh án này con hiểu đó, là bệnh viện đấy họ trẻ. Họ sẽ cấp cái bản sao kê bệnh án này cho mình một lần thôi. Đó, và đó, cũng không cần phải xin nhiều lần. Đó. Và thứ hai nữa là cái bệnh án về mẹ vẫn đi xin để mua thuốc cho em. Dạ. Đúng chứ mà em ngột khung là phải chờ em qua bên nợ. Mà qua bên nợ phải nộp 4 triệu lần. Không. Nộp. Khi mà với những cái đối tượng đặc biệt khó khăn đấy. Không. Mà nhập nộp viện không đấy. Nộp. Đẩy em qua cấp cứu là phải nộp 2 triệu. Là bây giờ mẹ là muốn là cho em nó nhập viện đúng không? Nói để cho em nhập viện. Hoàn cảnh mẹ như nào nói con nghe nào. Hoàn cảnh mẹ thì cực lắm, mẹ không có tiền. Mẹ họ và tên là ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Chị ở ngoài Hương Sơ. Họ địa chỉ thôn xóm xã phường. Phòng 208 ở tại định cư đó. Nhà nước cấp à? Có nhà nước cho. Dạ. Ở G4. Khu tái định cư. Phường Hương Sơ. Phường Hương Sơ. Thành phố Huế. Dạ chưa. Mẹ họ là họ và tên là gì? Mẹ là Phan Thị Kim Oanh. Phan Thị Kim Oanh, con trai của mẹ. Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải.
Dạ. Mẹ cũng có. Bây giờ là mẹ nguyện vọng là muốn là cho em Hải vào khám bệnh đúng không? Mẹ chính ít mà đến chứ em mà ngục á, là bác sĩ lại phải chờ em qua cho chứ. Tức là ý con hỏi là bây giờ mẹ muốn nguyện vọng là muốn cho em Hải đi khám bệnh đúng không? Ờ, đây cho chứ. Không, mẹ là giờ chứ nguyện vọng để xin tiền mua cho em Hải cái máy. Mà mua cái bình oxy mà mẹ không có. Bây giờ trước mắt thế này mẹ bảo là muốn cho, lúc này mẹ nói là muốn cho em đi viện điều trị mà không có tiền đúng không? Cho em đi chiều ngày hôm nay mẹ đưa em Hải vào trong bệnh viện Trung ương Huế để khám nhé. Con đang ở lại đây đến chiều. Con đọc số cho các mẹ gọi điện cho con. Đấy, khám và để xem bác sĩ có cái kết luận như thế nào. Đó, và nếu mà cần phải điều trị đấy, thì cái chi phí điều trị như thế nào con cũng sẽ có các bác sĩ quen ở đó. Con sẽ nắm bắt thông tin và nếu mà hoàn cảnh gia đình mình đặc biệt khó khăn mà cái chi phí điều trị nhiều, chúng con có thể kết nối để giúp đỡ cho gia đình mình, mẹ nhé. Dạ. Thế còn bây giờ thế này này, bây giờ thì hiện tại là bây giờ ở đây đấy là chỉ là tình cờ gặp ngoài đường thôi. Dạ. Chúng con nghe mẹ chia sẻ như vậy, chúng con rất là thương và cũng còn nhiều người đang đứng chờ Khánh và đưa những cái. Chứ mẹ có việc mẹ đưa em qua bệnh viện là mẹ bán 12 lần máu rồi. Đưa em đi 12 lần là mẹ bán 12 lần máu. Con biết rồi, nhưng mà bây giờ con đã nói rằng là như này mẹ này. Bây giờ con nói với mẹ như này này, con không từ chối giúp đỡ mẹ. Nhưng mà con nói rằng là bây giờ mẹ muốn đưa em đi khám ở bệnh viện đấy. Thì chiều ngày hôm nay mẹ vẫn đưa cháu, đưa em vào đi khám. Nếu cần phải nằm viện, nếu cần phải điều trị, cái chi phí điều trị nó nhiều, chúng con sẽ kết nối để hỗ trợ thêm với gia đình mình, mẹ nhá. Trong trường hợp gia đình mình nghèo khó, chúng con sẽ kết nối để giúp đỡ. Nhưng mà trước mắt thì phải đưa em vào khám mới đã. Và ở đó chúng con có những người quen đang làm bác sĩ ở đó. Đấy, họ sẽ hỗ trợ cùng với mình để làm sao thăm khám và chúng con sẽ nắm bắt những cái thông tin về sức khỏe của em Hải ở đó, mẹ nhá. Đó, thế còn trước mắt như này này, con sẽ thay mặt cho cô Mimi Trương ở bên Mỹ tặng cho em Hải 500 chiều này vào đi khám đi. Đấy, đây là gọi là cái chi phí nộp lệ phí khám thôi nhá. Còn cụ thể như thế nào thì chúng con sẽ kết nối giúp sau mẹ nhá. Đó, cứ phải đi vào khám đã nhá. Chứ còn bây giờ chưa khám chưa như nào thì chúng con chưa biết được cái phương án như nào để giúp cả. Dạ, mẹ lấy bút giấy ra ghi số điện thoại của con vào. Dạ. Dạ. Đây cái ảnh này nhàu nát như này làm sao mà nhìn thấy được rồi. Đang hiện tại đang con năm bệnh viện ảnh. Dạ. Năm chỗ 283, không 283. Dạ. Mẹ đau lắm, con cũng cảm rất nhiều luôn. Dạ. Mẹ đau, con giúp con một tuổi. Mẹ bị nằm. Em đây này, cái đứa em con biến sổ. Dạ. Mẹ khoảng 2 giờ mẹ đưa em qua. Mẹ đưa em qua và cứ đưa em vào khám bệnh bình thường, không cần phải gọi điện cho con. Khám xong rồi đấy, bác sĩ nói như thế nào thì lúc đó mới gọi điện nhá. Số điện thoại của con là 0915 781368. Đây là số điện thoại của con và số Zalo của con luôn. Ai cần kết nối gì cứ nhắn tin đầy đủ vào đó nhé. Dạ. Con thì cũng không phải bác sĩ đâu, cho nên con không biết được đâu cái thuốc này là. Dạ. 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 Không có vậy đâu, không được có vậy đâu. Dạ. Bây giờ như này này, con chia sẻ với mọi người đây này, rất khó xử lý cho Khánh cả nhà. Đấy, thực ra là con cũng chia sẻ với tất cả mọi người là chúng con đấy đi làm từ thiện, nhưng mà chúng con cũng phải có sự tìm hiểu đó. Dạ, và ngày hôm nay thì dạ, ngày hôm nay là Khánh là tình cờ Khánh là đến đây để tìm một cái người mà đã tìm hiểu trước đó rồi, nhưng mà tình cờ gặp mọi người như thế này là ai cũng khổ, ai cũng cực, cho nên là chúng con cũng chưa có cái sự chuẩn bị trước, cho nên rất là mong được các bác các gì thông cảm cho chúng con. Đấy, thì lúc này là con đã ghi lại cái số điện thoại của con ở đó rồi, và số đó là con có dùng Zalo. Thì các gì các bác ở đây mà chúng ta có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy, mà chúng ta không có điện thoại smartphone để nhắn tin Zalo đấy, thì nhờ hàng xóm hay nhờ cháu chắt gì đó nhắn tin cái hoàn cảnh của gia đình mình,
gửi qua Zalo cho chúng con. Đấy, đầy đủ hình ảnh bao gồm là chụp toàn cảnh ngôi nhà đang ở, nhắn hoàn cảnh gia đình mình như thế nào nhắn vào đó, và nhắn cho chúng con cả số điện thoại của trưởng khu phố hoặc là trưởng thôn, trưởng xóm gì đó nữa, để chúng con tìm hiểu, chúng con xác nhận, và sau đó thì có duyên chúng con sẽ kết nối và giúp đỡ mọi người sau nhá, được không ạ? Dạ dạ, thì các mề các gì thông cảm cho con như thế nhá. Dạ dạ. Đấy, thương chưa cả nhà, cả nhà đây chúng ta như thế. Số điện thoại của con là 0915781368. Dạ. Đó là số điện thoại. Dạ. Nhá, mọi người cứ nhắn tin vào số Zalo đó cho con nhé. Dạ, số của con đây ông nhé. Dạ dạ. Dạ con là Hà Huy Khánh ạ. Dạ 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 vâng. Dạ dạ. Số của con là 0915781368. Ôi chị ra đây mấy con đi. Cầm đi nha. Chị hoàn cảnh cực khổ đau ổn lắm rồi. Ai họ có hoàn cảnh khó khăn là em mẹ đó thì lỡ mà tắt cái đôi ai mắng tỏ thì đừng có vậy nè. Sau cái ảnh này nhàu nát lâu rồi mà. Đấy thì bây giờ như lúc này con nói đây này, mọi người chúng ta nhìn đây. Đây đây. Con chia sẻ với mọi người ở đây là thực sự là con rất là khó xử. Đây cả nhà chúng ta nhìn thấy này. Có bà cụ đây. Cameraman quay chỗ hình ảnh của bà cụ để cho mọi người chúng ta nhìn thấy. Không biết là mắt bà bị làm sao đâu nữa. Đó. Bây giờ mọi người chúng ta đứng đây, ai cũng vây quanh kín như này, thực sự là ai cũng cực. Mà bây giờ thì muốn kêu gọi để kết nối. Thực ra là nếu giả sử Khánh có thật nhiều tiền ở đây đấy, thì Khánh có thể là chia sẻ đồng viên cho mỗi một người một ít được. Nhưng mà ngày hôm nay thì con cũng chia sẻ với các dì các bác ở đây là con cũng là một người bình thường. Con là cái người mà làm kết nối để kêu gọi các nhà hảo tâm để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Mà muốn kêu gọi được thì chúng con cần phải có sự tìm hiểu. Đó, rồi chúng con phải đăng tin lên, rồi sau đó các nhà hảo tâm có tiền gửi về là lúc đó chúng con mới có để giúp đỡ được. Đấy, cho nên là hôm nay con cũng rất là mong được mọi người thông cảm cho con nhé. Đấy, thì ai mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy, chúng ta hãy nhắn tin vào trong Zalo hoặc là Facebook cho con. Đấy, về hoàn cảnh của gia đình mình, rồi chúng con sẽ tìm hiểu, kết nối, có duyên chúng con sẽ giúp đỡ ra mọi người sau, được không ạ? Dạ. Mọi người chúng ta hiểu cho con nhá. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Chứ còn bây giờ mà như này là con cũng chưa có thể là xử lý được. Con rất là mong mọi người thông cảm nhá. Khánh cũng rất là mong được quý vị chúng ta hiểu cho Khánh. Và qua những cái hình ảnh như thế này rồi thì chúng ta mới thấy rằng là trong xã hội còn rất là nhiều mạnh đời kém may mắn và khó khăn quý vị ạ. Chúng ta nhìn thấy đây đều là những người mà già yếu hoặc là tàn tật. Đấy, phải đi mưu sinh bằng những cái đồng vé số đó để mà kiếm tiền để mưu sinh cuộc sống này, kiếm tiền để chữa bệnh này, rất là thương. Đấy, và nếu mà quý vị nào mà có cái tấm lòng muốn chia sẻ với những người bán vé số ở tại chợ Đông Ba của thành phố Huế đấy, quý vị chúng ta có thể kết nối cùng với Khánh, và để một cái dịp nữa khi mà Khánh quay trở lại thành phố Huế, Khánh đến chợ Đông Ba ở đây thì có thể là thay mặt cho quý vị, chúng ta có thể là gieo duyên, giúp đỡ cho mỗi một người ở đây, không quan trọng là chúng ta đến tận nhà, mà chỉ cần có những người ở đây và bán vé số này, chúng ta có thể giúp cho họ mỗi một người 500.000 một triệu đồng, để họ có thể là gọi là được vơi bớt một chút khó khăn trong cuộc sống quý vị nhé. Đấy, chứ còn bây giờ thì thực sự là con rất là xin lỗi tất cả mọi người. Mọi người hiểu và thông cảm cho con nhé. Nhé.
Còn bây giờ giúp người này thì sẽ có có người kia. Không, dạ. Cho người được không? Không có, thực ra là cho người một ít. Có người 50 cũng được. Có người 50 được không? Không, có người 50. Thế thì bây giờ này. Có người 50 được. Bây giờ người 100.000 nha. Người 100.000 thôi nha. Đếm người nào. Đếm người nào, đếm người nào. Dạ dạ. Đếm một người nào. Đâu đâu đâu, tất cả tập trung ra đếm mấy đấy mấy người nào. Mọi người đứng ra sau, mọi người đứng ra sau. Đứng ra sau. Khắp bàn. Rồi. Mấy người. Đứng lùi sau. Đứng lùi ra sau là mấy người đây nào? 1, 2, 50. Đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chú à? Chú bị làm sao đấy? Chú xích lô, chú đi ra ngoài đi, bà đi xích lô đi. Chú ơi, chú đi xích lô, chú ra ngoài cho con cái. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 13 người đúng không? 13 người, bây giờ con không có tiền lẻ đâu. Bây giờ này nhóm chờ, đừng có cướp nhau, đứng tại chỗ. Đây, 2 này. 2 người, 5 người. Rồi, đây, để chú ơi, để có. Đâu 5 người đâu? Đâu ai 5 người nào? Tách bên này là 2, 4, 6 người rồi. 6 người thôi, 5 người cũng được. Đâu, bà sang bên này. Đây, đứng nguyên tại chỗ. 5 người đây nhá. 5 người đây này. Rồi tiếp tục 5 người tiếp theo nào. Dạ. 5 người tiếp theo, chia 5 người tiếp theo. 5 người nhóm này. Rồi, bên này 4 người. Không, bên kia rồi, bên kia 10. Đây, 2, 4, 5. Nào, dây, dịch ra. 5 người đâu? 5 người đây. Rồi, ok nha. Đó rồi, lúc này rồi. Mề đi ra để họ phát tiền cho. Còn bên này nào? Không, chú xích lô, chú ơi, chú đi đừng làm được, chú đi làm đi. Đây, mấy người nào? 5 người đâu? Cô ông đằng sau nữa. Đâu chị đi làm bình thường mà. 3 người, không. 6 người nói em đứng đầu tiên. Ai 6 người. 4 người đây đúng không? Không quay lại đây nữa. Xong không được nữa. Hết rồi. Đâu đây là 5 người đâu, đây 4 người thôi. Đây 4 người thôi. 4 người thôi đâu. Chị ơi, những người khỏe thì chúng ta đi ra ngoài đi nào. 4 người đây bà cụ. Gì ơi, không những người đâu, lúc này cho rồi. Không, chứ em chưa có. 4 người đâu, chị ấy có tiền lẻ đổi cho em tờ 500. Không, chị đi xin làm gì, chị to khỏe mà. Đâu em. Đâu chú ơi, chú đi làm đi. Dạ không được. Đâu rồi, ai có tiền lẻ đưa đây cho em nào. Đâu. Đây, mê đổi 500 tiền lẻ. 300 này, 400 này, 500 rồi, con gửi mê 500 nha. Đây, con không được, anh đâu? Đâu, đây, bác này. Rồi. Đây, hai. Không, những người lúc này có rồi. Đây, mê đây. Không, các chị khó. Không được nữa rồi. Không, lúc này có rồi. À. Đâu rồi. Hết tiền rồi. Hết rồi. Còn 100 cho anh này nữa thôi. Đâu rồi? Không được. Mọi người ơi. Để. Đâu rồi? Đó,
4 tỷ mua vé số ở đây thì chưa trúng để mà phát. Đổi tiền lẻ cho em 200.000 đồng. Mề có thối à? Mề có thối thì xin làm gì? Đâu mề đưa cho con nào? Đây 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 rồi. Đây. Đây 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 rồi 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 lùi lùi. Đây. Đây anh. Rồi, rồi nhá. Thôi 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 anh ơi, anh khỏe anh đi làm đi anh ơi. Có gì anh thông cảm cho em tí nhá. Bây giờ này, mong mọi người thông cảm này. Lúc nãy là Khánh thay mặt cho cô Mimi Trương ở bên Mỹ phát tâm cho mỗi người là 100.000 đồng cả nhà. Đấy, thì tổng số tiền thì quý vị chúng ta biết rồi, thực sự là mọi người chúng ta thấy rằng ai cũng đáng thương cả. Cho nên là để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người thì chúng con cần phải có cái thời gian để tìm hiểu nhá. Đấy, cho nên là rất là mong mọi người thông cảm nhá. Đấy, thì bây giờ Khánh cũng xin chào tất cả mọi người. Sau này mà có duyên được các nhà hảo tâm phát tâm gửi về cho Khánh để giúp đỡ cho những bà con bán vé số ở tại chợ Đông Ba thì Khánh sẽ quay trở lại sau nhá. Đấy, rồi, chào mọi người nhá. Vậy tay chào mọi người nào. Đây đây, nhìn lên ống kính, nhìn lên ống kính. Nào, bye bye, xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhé, hôm sau chúng con quay lại. Dạ. Chào mọi người nhé. Dạ. Xin chào tất cả quý vị nhé. Bye bye tất cả mọi người nhé.